Chào mừng các học sinh đã đến với series giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 của anh ngữ Jim. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi phần writing của Unit 4, Asian and Vietnam. Chủ đề của bài writing ngày hôm nay sẽ là a proposal for a welcome event. Cái bản đề xuất cho một cái tiệc chào sự kiện chào mừng đúng không ạ? Rồi, bài tập đầu tiên. Read the following proposal and match the heading 1 to 4 with the paragraph A to D. Chúng ta sẽ xem những cái heading trước ạ. Chúng ta có 4 cái heading tất cả, đúng không ạ? Thứ nhất là details about the event, chi tiết của sự kiện. Thứ hai là conclusion, có nghĩa là kết luận. Thứ ba là introduction, phần mở đầu. Và thứ tư là goals and benefits, những cái mục tiêu và những cái lợi ích. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn sang các paragraph từ A cho đến D này. Thì chúng ta sẽ đi đọc những cái phần bên dưới trước, để sau đó thì sẽ chọn heading nhé. Thứ nhất này, đoạn văn A này. Tháng tới thì a group of students from Asian countries, nhóm các học sinh ASEAN, của các nước ASEAN, thì sẽ đến thăm trường của chúng ta này. Chúng ta cần phải lên ý tưởng cho những cái hoạt động để mà có thể chào mừng những cái vị khách này. One of the best ideas is holding a Vietnamese traditional games festival. Một trong những ý tưởng tốt nhất đấy là tổ chức cái lễ hội trò chơi truyền thống của Việt Nam. Thế thì các em thấy là ở cái đoạn văn này thì nó mang tính giới thiệu, đúng không ạ? Xoay quanh việc là nêu ra tình hình là sẽ có một đoàn học sinh trao đổi ghé thăm đấy, và đề xuất ý tưởng giao lưu. Thế thì nó chính là phần introduction, đúng không ạ? Rồi, cứ đọc tiếp này. B nào. Cái sự kiện này sẽ diễn ra ở school stadium, tức là sân vận động của trường. Thì nó sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ và kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Sự kiện được tổ chức bởi học sinh lớp 11 và sẽ bao gồm những cái trò chơi của Việt Nam, ví dụ như là bamboo dancing, tug of war, rồi là sled walking, vân vân. Đây là những cái chi tiết về sự kiện, đúng không ạ? Nó chính là details about the event đấy. Rồi, paragraph C xem nói gì. Cái sự kiện này sẽ giúp khách mời hiểu hơn về văn hóa của chúng ta bằng cách là xem và chơi những cái trò chơi truyền thống của Việt Nam. Tham gia vào những cái game vui nhộn này thì cũng là một cách tốt nhất để có thể break the ice, như là một cái hoạt động warm up ban đầu, đúng không ạ? Make friends, kết bạn, and create bonds with people, tạo ra mối quan hệ gắn kết với mọi người, với nhau. Thì đây chính là cái mục đích của sự kiện, đúng không ạ? Và những cái lợi ích khi mà tham gia sự kiện thì nó sẽ nối với heading 4, goals and benefits. Và cuối cùng, we really hope you will consider this proposal. Chúng tôi rất là mong rằng là bạn sẽ cân nhắc cái thư mời này, bởi vì chúng tôi nghĩ là nó sẽ có lợi cho cả học sinh trong nước lẫn những khách mời. Thì đây chính là phần kết luận, conclusion. Rồi, thì đó là tổng hợp toàn bộ đáp án của chúng ta. Các em có thể nhìn thấy ở trên màn hình. Heading 1 thì sẽ nối paragraph B, 2 thì nối với D, 3 với A và 4 thì nối với C. Hoạt động số 2 thì các em sẽ hoạt động theo nhóm ở trên lớp, đúng không ạ? Và bây giờ các em đang muốn viết một bản đề xuất kế hoạch về Asian Poster Making Event to welcome a group of Asian students. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn xuống dưới những cái notes dưới này. Và chúng ta sẽ thêm thắt như thế nào đấy để có thêm những cái idea cho phần này nhé. Thứ nhất là chúng ta phải có title này, có cái tiêu đề này, place diễn ra ở đâu này. Rồi chủ đề nó sẽ là Asian Poster Making Event, diễn ra vào ngày nào này, duration, participant, kéo dài trong vòng bao lâu, những người tham gia là gì, hoạt động là gì, goals, mục đích là gì, benefits, những cái lợi ích là gì. Và mô tả cụ thể những cái hoạt động, đúng không ạ? Ví dụ như là workshop này, thuyết trình này. Rồi, thì đây sẽ là một cái bài mẫu để mà gợi ý cho các em. Thứ nhất, về phần topic thì cô có gợi ý topic là Asian Unity in Diversity. Place, cái vị trí diễn ra cái sự kiện này sẽ là School Main Hall, tức là hội trường chính của trường. Thời gian là 2 PM, 2 giờ chiều, đúng không ạ? Duration, tức là cái thời lượng diễn ra của chúng ta sẽ kéo dài 3 hours, 3 tiếng đồng hồ. Participant, những người tham gia là ai đấy ạ? Là students from all grades, học sinh ở tất cả các khối học,
đúng không? Asian Exchange Student, những cái học sinh trao đổi ASEAN, và Art Teachers, những giáo viên dạy mỹ thuật. Activities của chúng ta sẽ bao gồm các hoạt động Introduction of Asian Countries by Exchange Student. Đó là phần giới thiệu của các quốc gia ASEAN được trình bày bởi những học sinh trao đổi. Thứ hai là Poster Making Sessions, đến cái phiên làm poster, đúng không ạ? Tiếp theo đó sẽ là Poster Presentation by each group, cái phần thuyết trình, trình bày poster của từng nhóm. Và cuối cùng là đến Awarding the Best Poster, trao giải cho poster đẹp nhất. Rồi, đến phần mục tiêu, goals của cái event này, nó sẽ gồm có 3 mục tiêu chính. Thứ nhất là Promote Awareness and Understanding of Asian Cultures, thúc đẩy nhận thức và hiểu biết về các nền văn hóa ASEAN. Enhance Creativity and Teamwork Among Students. Enhance có nghĩa là nâng cao nhé các em, nâng cao sự sáng tạo và tinh thần đồng đội của các học sinh. Và cuối cùng là Foster a Sense of Unity and Respect for Cultural Diversity, nuôi dưỡng cái ý thức thống nhất và sự tôn trọng đa dạng văn hóa. Rồi, thế thì qua những cái hoạt động và những cái mục tiêu này thì cái sự kiện này có những cái lợi ích gì? Thì các em có thể nhìn sang bên này, nó có 4 cái lợi ích như sau. Thứ nhất là người tham gia có thể deepen their understanding of Asian culture. Deepen tức là gì nhỉ? Hiểu sâu hơn, đúng không ạ? Về các nền văn hóa ASEAN. Tiếp nữa, nó là một cái cơ hội tuyệt vời cho các bạn học sinh để thể hiện express their creativity, thể hiện sự sáng tạo, đúng không? Rồi, ngoài ra thì cái sự kiện này còn encourage collaboration and teamwork, thúc đẩy, khuyến khích cái việc mà kết hợp và làm việc nhóm với nhau. Rồi, it's a fun way to welcome Asian exchange student. Đấy cũng là một cái hoạt động rất là thú vị, vui nhộn để chào đón những sinh viên trao đổi ASEAN. Phần cuối cùng, các em sẽ viết một cái bản kế hoạch, đúng không ạ? Cái lời mời luôn, từ 120 cho đến 150 từ để mà nói về cái sự kiện chào mừng này. Sẽ sử dụng những cái idea mà cô vừa trình bày với các em ở bài tập 1 và bài tập 2, và sử dụng cái outline dưới đây để mà chúng ta có thể viết một cách trơn tru hơn. Đấy, title mình sẽ vẫn để là Asian Poster Making Event, và sẽ gửi đến Hà Nội High School Youth Union Board. Rồi, các phần thông tin bên dưới các em sẽ điền vào, ví dụ như là ngày này, được chuẩn bị bởi ai này, introduction sẽ là như thế nào. Well, we would like to propose, chúng tôi muốn đề xuất cái gì gì đấy. Rồi, chi tiết của sự kiện này sẽ diễn ra vào này, mục tiêu và lợi ích của sự kiện này sẽ giúp cái gì này. Và cuối cùng là đến conclusion, kết luận, kết thư, đúng không ạ? Dòng cuối là cái lời kết của chúng ta. We'll really hope you will consider our proposal as. Rồi, thì các em có thể nhìn lên trên này nhé. Cái title thì chúng ta sẽ vẫn để nguyên. Đấy, gửi đến ai thì chúng ta sẽ gửi đến school principal, tức là hiệu trưởng nhà trường. Ngày tháng thì các em có thể tự điền này. Và được sự kiện này được chuẩn bị bởi hội đồng học sinh, đúng không ạ? Student Council. Introduction thì các em sẽ viết là We, the members of Student Council, propose to organize a welcome event titled. Chúng em, các thành viên của hội đồng sinh viên, đề xuất để tổ chức một cái sự kiện chào mừng mang tên là Asian Unity in Diversity Poster Making Event, đúng không ạ? Sự kiện làm áp phích thống nhất ASEAN trong sự đa dạng văn hóa cho các sinh viên trao đổi sắp tới của trường chúng ta, đúng không? Rồi, sau đó đến phần details thì các em sẽ viết là cái sự kiện này sẽ diễn ra vào ở cái hội trường lớn của nhà trường vào lúc 2 giờ chiều và sẽ run for approximately 3 hours, tức là sẽ chạy cái chương trình này trong vòng xấp xỉ 3 tiếng đồng hồ. The participant will include students from all grades. Cái này chúng ta chỉ gài những cái phần mà chúng ta đã viết ở bài tập 2 vào thôi, đúng không ạ? Các thành viên, những người tham gia thì bao gồm học sinh ở tất cả các khối lớp này, những học sinh trao đổi này và những giáo viên dạy môn mỹ thuật. Hoạt động này cũng sẽ bao gồm
Rồi chúng ta lồng ghép những cái activities vào, đúng không ạ? Bao gồm phần giới thiệu về các nước ASEAN của các sinh viên trao đổi này, cái phiên làm poster này, trình bày, present poster của mỗi nhóm, và cuối cùng là trao giải cho poster xuất sắc nhất. Rồi, phần goals and benefit thì các em sẽ viết là the primary goal of this event is, đúng không ạ? Mục tiêu chính của cái sự kiện này là. Đấy, sau đấy chúng ta sẽ liệt kê những cái mục tiêu mà chúng ta đã thảo luận từ trước rồi, đúng không? Đấy chính là thúc đẩy cái nhận thức và hiểu biết về các nền văn hóa ASEAN trong sinh viên này. Rồi, while có nghĩa là đồng thời, đúng không ạ? Nâng cao cái creativity là sự sáng tạo và tinh thần đồng đội. It's also a unique and fun way to welcome our exchange student. Đây cũng là một cái cách độc đáo và thú vị để chào đón các sinh viên trao đổi. Conclusion, we believe that this event will not only. Chúng em tin rằng cái sự kiện này không chỉ là educational, mang tính chất giáo dục, đúng không ạ? But will also be a great bonding experience. Đồng thời cũng là cái trải nghiệm gắn kết rất là tuyệt vời cho tất cả các bạn học sinh. We kindly request your approval to proceed with the necessary arrangements. Chúng em mong được sự approval, tức là sự chấp thuận, đúng không? Từ phía nhà trường để tiến hành các công tác chuẩn bị cần thiết. Trên đây là toàn bộ phần writing của Unit 4 sẽ giáo khoa tiếng Anh lớp 11. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ bài giảng sách giáo khoa tiếng Anh nào của Anh Ngữ Gym nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các em. See you soon!